Thượng nghị sĩ dân chủ dự đoán ông Trump sẽ thắng áp đảo. Thượng nghị sĩ dân chủ Bennett nói Trump sẽ thắng áp đảo Đảng Cộng hòa kiểm soát lưỡng viện sau bầu cử tháng 11, song không kêu gọi tổng thống Biden dừng tranh cử. Tôi nghĩ Donald Trump đang trên đường giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay và đó có thể là chiến thắng áp đảo. Đảng Cộng hòa sẽ giành cả thượng viện và hạ viện, thượng nghị sĩ dân chủ Michael Bennet trả lời phỏng vấn CNN. Ông là thượng nghị sĩ dân chủ đầu tiên công khai lên tiếng cho rằng tổng thống Joe Biden không thể thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có nên dừng chiến dịch tranh cử, ông Bennett trả lời, đây là vấn đề Tổng thống nên cân nhắc. Nếu cựu Tổng thống Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa kiểm soát lưỡng viện, ông sẽ ít gặp trở ngại khi thực hiện những thay đổi chính sách hơn. Đảng Dân Chủ đối mặt với cuộc chiến khó khăn để bảo vệ thế đa số 51 ghế so với 49 ghế của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện, khi ứng viên của họ phải giữ được vị trí ở những bang có xu hướng nghiêng về Đảng Cộng hòa. Tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số với 220 ghế, trong khi Đảng Dân chủ giành được 213 ghế. Màn thể hiện bị xem là thảm họa của ông Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump ngày 27 tháng 6, cùng mức độ ủng hộ thấp nhất của công chúng sau đó, khiến một số nghị sĩ dân chủ hoài nghi khả năng tái đắc cử cũng như năng lực hoàn thành nhiệm vụ của tổng thống. Hạ nghị sĩ Mike Serin hôm ngày 9 tháng 7 trở thành đảng viên dân chủ thứ bảy tại hạ viện này kêu gọi ông Biden dừng tranh cử. Rủi ro quá cao và nguy cơ quá thực tế nên tôi không thể im lặng nghị sĩ Sir Green cho hay, nhiều nghị sĩ bày tỏ lo ngại Tổng thống Biden đã không nỗ lực hết mình để thuyết phục cử tri bằng màn thể hiện trong cuộc tranh luận là sự cố ngoài ý muốn, tuy không phản ánh đúng năng lực của ông. Tuy nhiên, Tổng thống tiếp tục khẳng định ông là người phù hợp nhất để đánh bại đối thủ Trump. Theo hạ nghị sĩ Lori Chanhan, Tổng thống Biden đã nói rõ ông cảm thấy mình là ứng viên tốt nhất để giành chiến thắng, nhưng những gì diễn ra sau cuộc tranh luận cho thấy cử tri không có cùng quan điểm này. Sau cuộc họp của các nghị sĩ dân chủ tại Thượng viện để bàn về chiến dịch tranh cử của Tổng thống, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer không trả lời câu hỏi phóng viên về sức khỏe của Tổng thống, nhấn mạnh ba lần rằng tôi ủng hộ John. Nhóm phân tích bầu cử Cook Political Report hôm ngày 9 tháng 7 thay đổi đánh giá về bang cạnh tranh nhất trong bầu cử năm nay, gồm Arizona, Georgia và Nevada. Từ trường ngã ngũ thành nghiêng về Đảng Cộng Hòa, trích dẫn quan điểm của cử tri về ông Biden sau cuộc tranh luận. Một số đảng viên dân chủ tại Hạ viện này bày tỏ thất vọng khi nhiều nghị sĩ xoáy vào những thiếu sót của ông Biden thay vì đoàn kết chống lại ông Trump tôi nghĩ đối với tổng thống những tranh cãi đã kết thúc và ông kiên định với cam kết tranh cử hạ nghị sĩ stanford lynch cho hay